chơi mà. Ủa? Ủa là anh nói thiệt hả? Thiệt mà. Trời ơi. Trời, anh Long tính anh Long có bao giờ nói xạo đâu. Anh biết mà. Gì vậy? Trời ơi. Hả, anh sao? Cái gì vậy trời? Tức á. Ôi dồi, mắc gì tức? Tức chứ. Sao tức? Thật sự tức á. Lý do, cho một cái lý do gì đó để tức đi. Tức phụng vậy nè. Sao chú Tuấn chú nói vậy? Chú từ chối cái này. Chú làm tất cả mọi thứ đó là chú nó không nên diễn những cái show như vậy. Bây giờ mình chi phí ít quá để diễn chi. Ủa làm sao chú Tuấn đang tính cái gì vậy ta? Ồ, làm gì vậy trời? Thì ra là do chú Tuấn. Vậy là chú Tuấn không nhận show đúng không? Phải chi chú Tuấn nhận show thì bây giờ mình đi chung rồi. Tiếc quá. Tiếc cái gì mà tiếc. Chú Tuấn nó tiền ít quá, không có nhiều tiền bù lỗ tất cả mọi thứ. Tiếc gì mà tiếc. Rõ ràng là chú Tuấn nó cái tiền lương ít quá, nhưng tôi thấy rõ ràng lương đâu ít đâu. Lương vậy cũng là quá nhiều rồi đó. Một cái show nước ngoài như vậy là cũng không thể nào mà nó ít được. Rồi mà lỡ hủy rồi. Không, không phải. Nhưng mà chú Tuấn cũng có lý do đó. Tại vì anh Ly Nguyễn bây giờ là ngôi sao. Nhiều khi cái số tiền đó nó không thích hợp với lại ngôi sao, thì chú Tuấn từ chối là cũng để bảo vệ anh Ly Nguyễn. Thôi khỏi bảo vệ đi. Hẹn gặp nhau rồi. Ủa, nhưng mà vậy là... Ủa nhưng mà sao anh nói anh không đi show? Ai nói tôi đi show? Chứ anh đi đâu? Tôi đi phượt. Wow, phượt sang Pháp luôn hả? Khùng á. Ai mà chạy xe máy từ đây qua Pháp? Đồ điên. Ê. Chú cái gì? Chú đã nói với con rồi. Bây giờ hỏi con là đi show nước ngoài thì ai là không ham? Nhưng mà đi bỏ tiền túi ra rồi ai bù lỗ đây? Nhưng mà bây giờ mình đi cái show đó, mình sẽ có những cái show nước ngoài khác. Chứ tự nhiên bây giờ ở nhà là sao chú? Thiệt á, bây giờ chú đã giải thích cho con nhiều lần rồi. Đừng để chú nói nhiều quá. Chú mệt lắm, mình là một ngôi sao. Đi show là phải show lớn chứ không phải show tí tèo như vậy đâu. Nha, thà là ở nhà còn sướng hơn. Chú, là ngôi sao là ở nhà. Ngôi sao là ế dài dài. Tự nhiên con làm ngôi sao làm gì chú? Con không có một cái tính chuyên nghiệp chút xíu nào không. Ý là con nói là nhiều ngôi sao thất nghiệp. Đúng, rất nhiều ngôi sao thất nghiệp. Nhưng mình thể hiện mình là một ngôi sao à. Nhưng mà thất nghiệp có ai biết không? Ngôi sao thất nghiệp có ai biết không? Đó, cái đó là mang cái tính chuyên nghiệp đó. Chuyên nghiệp? Đúng. Chuyên nghiệp là ở nhà. Chuyên nghiệp là ổng đi hát. Chú ơi, bây giờ show ít show nhiều. Thí dụ như những cái show tàu lao quá thì mình không hát. Còn bây giờ mình đi nước ngoài, rồi mai mốt mình lên truyền thông tất cả mọi thứ hết, nó đẩy bài cho mình. Là một nghệ sĩ đi biểu diễn ở nước ngoài, đi lưu diễn nước ngoài nó vẫn tốt hơn chứ chú. Hay, tại sao kỳ vậy? Hồi trước đây á, là chú đã nói con vấn đề này, con đã đồng ý rồi. Bây giờ tự nhiên giật cược lên cái đòi đi show nước ngoài. Không có đơn giản mà tự nhiên con giật cược đâu chú. Chứ sao? Một ngôi sao như con là chú không cho đi, chú bắt ở nhà. Trong khi đó một cái đứa mới nổi như Hữu Đạt thôi, chưa có bài hit luôn, được mời đi, được đài thọ. Chú hỏi tại sao bây giờ con không đi? Ai nói cho con biết? Chính miệng nó nói, con mới gặp nó luôn. Tin nó à? Chú bảo đảm với con 100% là nó tự bỏ tiền túi ra để nó đi nước ngoài, hiểu chưa? Tại sao chú chắc chắn điều này vậy chú? Thôi bây giờ không có bàn với con nữa. Con đi vấn đề show nước ngoài không có ở đây. Ủa? Hữu Đạt? Ủa? Lý Nguyễn? Hẹn nhau hả? Dạ đâu có. Dạ không có. Thì gặp thì chào vậy thôi. À, đánh rồi cũng đi uống cà phê quá ha. Dạ. Nói chứ sẵn gặp em ở đây rồi thì cũng báo cho em nghe biết tin là anh sẽ gặp em trong cái buổi biểu diễn ở nước ngoài đó. Cái gì? Là hai người sẽ diễn chung show nước ngoài đó hả? Dạ đúng rồi. À, nói vậy là chú Tuấn chịu bỏ tiền ra rồi hả? Trời, có bỏ tiền gì đâu. Thực ra là chị Ngọc Bích chị mời. Ồ. Dạ. Với lại chị thấy cách xê tất cả mọi thứ rồi, qua lúc nói chuyện với chú Tuấn thì chị cũng nâng cách xê lên. Dạ. Hình như là gấp 3-4 lần gì Hữu Đạt á. Không, đúng rồi anh. Tại Liên Nguyễn là giá ngôi sao mà. Thì chắc chắn là phải như vậy thôi. Lính mới mà làm sao mà so với lại ngôi sao của Sao Sáng được, đúng dạ, không? Dạ, có bà chú. Phải tự bỏ tiền ra mua danh thôi. Nói cái gì vậy? Nói cái gì? Cái gì mà bỏ tiền ra mua danh? Không đúng à. Nè, Liên Nguyễn,
À, con có coi cái trang báo mà của chú mới viết không? Dạ dạ, con mới đọc thích thi đây nè. Con ngồi coi tủm tỉm nãy giờ đây nè. Làm cái vụ mà ca sĩ trẻ đồ này nọ tự bỏ tiền túi ra rồi cái đi show nước ngoài để lấy danh đó đúng không bà? Chính xác. Ây da. Gì vậy? Con bị gì? À, con lỡ nó nhanh mới lỡ dắp vô cái lưỡi con. Thôi ngồi uống cà phê bình thường nữa con. Dạ. Vui vẻ. Show lớn mà. Ông Tuấn đâu? Chị Bích. Ông Tuấn đâu? Gì vậy? Ai làm chị giận dữ vậy? Ai làm giận dữ hả? Tôi kêu đúng đích danh tên ông đó, là tôi phải có chuyện muốn nói với ông. Nè. Nói đi. Đây. Ông nhìn đây. Cái bài báo sáng nay in, cái bài báo sáng nay lên. Ai? Ai là người xúi người ta viết cái bài báo này? Ông đúng không? Nhưng mà có nói ngay cái tên của chị không? Không nói ngay tên tôi. Nhưng mà đọc cái bài báo, đúng cái tên show của tôi, đúng cái ngày giờ đó người ta truy ra, phải là lòi ra cái công ty của tôi hay không? Tôi cũng nói đúng chứ không có nói sai. Để coi như là hữu đạt, bỏ tiền ra mua danh, chuyện bình thường mà. Nè, chú ăn nói cho đàng hoàng cẩn thận nha. Cái show này rõ ràng chính chị Ngọc Bích mời đích danh hữu đạt bay qua bên kia diễn. Làm gì có chuyện mà bỏ tiền ra mua show. Ôi, cái chuyện bây giờ muốn nói thì cái gì thì nói, ai là không nói được, không biết nữa. Được, nếu ông đã chơi cái đường này với tôi, tôi cũng không ngần ngại để nói ra sự thật. Hữu đạt là do ban tổ chức mời rõ ràng. Còn cái người mà bỏ tiền ra để xin được diễn á, kìa, hỏi cậu ta coi phải đúng như vậy hay không. Ủa, ở đây có bán xin tố cà chua nữa nè. Nè, ủa, sao Lê Nguyễn gì chú? Có phải đúng như lời của cô này nói hay không? Đúng không? Tại sao cậu không cho tôi biết? Rõ ràng hết tất cả rồi. Bây giờ con nghĩ á, chú nên nhanh chóng giải quyết cái bài báo đó đi. Mà gỡ xuống cũng chẳng kịp nữa đâu. Con nghĩ bây giờ mọi người đã chụp lại và bàn tán xôn xao ngoài kia rồi. Đẹp mặt chưa? Cậu thấy chưa? Đó. Cậu làm ra cái trò này coi như là cậu đã tự giả vào cái mặt của tôi rồi. Hiểu chưa? Ủa sao chú nói chú giả vô mặt chú mà chú giả vô mặt con? Mặt ổng để tôi giả. Ê, không có à. Nè, không có. Không có. Không, không. Dạ. Có sao không con? Con không sao. Nhưng mà dì có sao á? Dạ, dì có mệt không? Dì không mệt, anh đi đi. Không mệt, chắc không mệt nha. Được rồi. Giải thưởng này mới được. Rồi. Yên tâm đi, dì mà đạt giải nha là con sẽ được 20%. Hey, 20%, 20% còn lại của con đâu.